Broke, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Đây là con cá của chú Tư đi câu tại câu được ở quận 9. Mà hiện tại con cá là chú Tư nuôi được cũng 6-7 tháng rồi. Nó rất là dạng. Mấy bạn thấy rất là hiếm không? Từ xưa đến giờ mới thấy con cá màu trắng hồng hồng vậy đó. Màu hồng nuôi nước rồi, màu hồng. Rất là dạng. Ở đây chốn sình thì lại chắc anh mệt nè. Ở đây là một con cá chê màu trắng nè. Chú mình mới đi câu được. Đây câu không chú? Trời, rất là hiếm luôn á. Rồi nhảy ra. Này mấy lạng à? Cá đâu chích gì đâu hả ta? Lâu lắm. Ủa rồi nó nhảy ra nữa. Ủa nó màu hồng hả? Màu gì vậy? Rất là thân tí. Giờ còn màu lắm. Mà bữa chú chích điện đâu? Long Phước mình hả? Dạng mà. Dạng lắm. Bây giờ cho ăn nó là bỏ vô cút tay luôn. Dạ. Hồi là chú nuôi mấy nay chú cho ăn luôn hả? Đâu lớn rồi. Đâu lớn rồi, thấy ghét lắm. Ủa mà nói như đẹp trai hả? Bao lâu rồi, được bao lâu rồi chú? Lâu rồi tháng. Thưa dạ. Là giờ mới cho, định cho ba rồi hả? Ông nói là tận chú mới quá. Từ trên kia giờ xuống tới đây nuôi cái hồ lớn nó tránh đúng không? Này cái này là đúng cá chê trắng luôn á. Nó màu hồng. Thì đó giờ trên mạng tụi nó bắt toàn là cái gì? Nó màu hồng chứ không phải là màu trắng. À, bụng nó chẳng bốc luôn. Màu hoài miên vậy nè, y như cái kỳ màu hồng. Cái gâu vậy đúng không? Màu hồng. Y như cái đuôi vậy, nó hồng y như cái đuôi vậy. Con cá điêu hồng sao nó y vậy á? Đẹp hơn cá điêu hồng. Đẹp hơn cá điêu hồng. Rất là quý hiếm.